Đây là con trai của ai gửi chị Thảo? Đây là của một chị khán giả giấu tên, gửi em một con trai quay đẹp vậy. Bây giờ mình bưng lên. Con heo này, bé Thảo, heo này mới đẻ hả? Xét hả? Xét. Bây giờ mình thỉnh bánh tay xuống rồi chưa ta? Con trai cậu cà ri nữa nè. Cơm chiên chưa, chiên trâu nữa. Đậu xào nè, cơm chân trâu nè. Cắt miệng luôn á. Con heo, là... con heo con nữa nè. Ờ, heo này heo là bé quá, bé bé xinh xinh. Heo này heo cha nha cô chú. Này là ragu ha hay là cây ri kỹ? Ragu nha. Ragu mà có bánh mì hay là bánh này nè, chấm với ragu ăn rất là ngon. Có bánh bồng tôm nè, bánh bao nè, bánh mì nè. Mình sẽ ăn với món gỏi và bánh mì mình sẽ ăn với ragu. Với con heo con nữa nè. Bánh bánh bao chiên ăn với heo. Quay. Còn cái này ăn với cái gì? Heo quay xe quay cây. Đây là cái món xào. Xào hả? Điều xào với bông cải xanh, wow. Bông cải trắng và ớt chua. Cái dâm tiếng này lên luôn. Rồi rồi rồi, đây đây. Được không? Được. Rồi, khán giả quá. Anh nghe mày hả? Cái kéo đây đâu. Anh đang cầm hai cái điện thoại không nhờ được. Hai con nghe em quay đi. Đây 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 đây. Rồi bây giờ mình lên nha. Kéo đâu? Ngày hôm nay khán giả lên đó thì đây là con trai bưng lên được cô chú. Còn dưới đây thì cái vùng biển du lịch Sài Gòn Bình Dương là tưởng em nói là quê hương có chùm phế ngọt chứ. Quê hương của hải sản tươi sống. Wow. Đi quay. Rồi rồi. Quay kêu con heo quay gì mà nổi vậy. Cảm ơn bạn. Con heo quay. Quay đó là mới đẻ. Mới đẻ hơn. Cơm gì để dưới đây thì để trên bàn. Để trên bàn. Heo quay, quay. Ôi, con heo quay nè, cô chú chị ơi. Con heo con á. Trời ơi. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Ừ, đó đúng rồi đó. Rồi để. Quá quý, quá quý. Quá tuyệt vời. Ai cũng là vui. Vui khi mà cậu có một ngôi nhà mới. Phải đến là biến cái ngôi nhà mới của cậu. Đúng rồi, mừng cho cậu. Đúng rồi. Rồi, đông quá đông, bữa nay đông quá trời luôn. Cô chú anh chị các bạn lúc nào mong muốn cho con Năm mình có được ngôi nhà mới nè. Hôm nay cô chú anh chị các bạn đây là thắp nhang cho con Năm, cũng là mua đồ ăn đồ để làm tiệc cho con Năm mình có nhà mới nha. Biệt nha cả nhà. Không mầm cái cây nữa nè. Sau khi cúng cái này rồi dẹp xuống nữa là sẽ không có mới ở phía trong nữa. Sang chuẩn bị mà không có chỗ cúng thì cúng từ từ. Sáng giờ đây là nó chiều. Rồi, khám phá cùng Thảo cũng xin đại diện đốt nhang dùm cho các cô đó ở đâu chị? Ở Mỹ hả Pháp? Không, ở Việt Nam mình đó. Ở Việt Nam hả? Rồi, chị khám phá cùng Thảo cũng đại diện đốt nhang dùm cho cô đó nha. Cô khán giả giấu tên. Rồi mọi người ơi, quay luôn, 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 quay luôn. Khám phá cùng Thảo đang đại diện đốt nhang dùm cho bà cô và chị giấu tên đó. Đây con heo nè, cô chú mày hàng sớm của cậu. Quá trời luôn, xe hơi đậu quá trời luôn. Hôm nay là những là đồ ăn nhiều quá, cậu Năm mời bạn bè cậu Năm về ăn nha cậu. Quá trời luôn, đợt này là cậu Năm bảo đảm lên ký chắc luôn cậu ơi. Không nghe cái gì luôn á. Quá tuyệt vời cô chú. Quá tuyệt vời. Thật sự mà nói là tuyệt vời. Quá quý, quá tuyệt vời rồi. Quá quý rồi. Chú rồi cúng chầu riêng nữa nè. Quay vô. Chầu riêng hả? Rồi, khá tấm tay xin chào biết cô chú. Cái gì món gì vậy anh? Cái món này món gì vậy anh? Cũng món chay xôi sầu riêng. Xôi sầu riêng. Cái món này là cậu Năm cũng thích lắm nè. Trời ơi, cho món này. Cái gì mà có liên quan tới sầu riêng cậu Năm thích lắm. Xôi sầu riêng. Xôi sầu riêng. Cái này là cậu mới thấy luôn.
đúng rồi, món sầu riêng này ngon lắm. Rồi né né cho anh trai anh đốt nhang kìa mấy anh ơi. Rồi để cho anh vô đốt nhang đây trời ơi. Nãy giờ anh bỏ hộp sâu lên rồi mà không có cho anh thắp nhang vậy chứ trời. Rồi, có tin thì có lành, cô chú anh chị ơi, có tin thì có lành. À, mọi người mà đến yêu mến cậu thì đều có cái lòng hết. À, rất là thương mến cậu. Thì đốt cho mong cậu muốn là cậu về thiên đàng. Muốn cậu Nam mình có ngôi nhà mới. Thì hiện tại trên bàn của cậu Nam thì có quá tuyệt vời. À, bánh chai nè. Quá quý rồi hả anh Thăng? Quá quý. Quý quá cô chú anh chị ơi. Con heo là con chuột. Heo heo. Chạy em. Con heo trai. Con heo trai. Trời con heo đó là heo là dữ dằn lắm đó, không phải chơi đâu à. Thế sao heo có heo size lớn nữa. Đúng rồi, con heo này. Em đặt trong cái combo phải không? Em bật trong cái combo của nó là thành con chuột. Làm hay ghê luôn á, làm hay ghê. Mấy con nó con chuột anh có con nhỏ quá. Trời chuột, trời có con chuột con bự hơn vậy. Cái con heo này là mới sanh ra. Họ đứng xa xa la, đứng xa xa la nói chuyện đi. Đứng gần quá nói chuyện văng nước miếng vô đầu ăn của cậu. À, thực sự nói trên clip mà nói vui vẻ gì đó mọi người. Để cậu cũng thích là vui vẻ. Bởi vì anh em là phải nói chuyện vui vẻ. Chuyện vui vẻ thì bên trong cậu Năm rất là vui luôn. Không, bây giờ em nói anh Hăng Trần vậy nè, anh Hăng Trần đồng ý không? Cậu thấy vui mà. Đúng rồi. Bây giờ anh em mình có review rồi, đứng xa xa là các bạn ăn của cậu nha. Tại vì cậu là tại đứng gần quá giờ review nước miếng nó văng vô. Phải vui phải cười. Đúng rồi. Ồ, cũng đúng ha. Hay quá. Khen tấm tê nghe nói hay quá đi. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Thì ở đây có nhiều ý kiến trên mạng nói là tại sao mà ở đây là không để yên tĩnh. Nhưng mà thật sự với cô chú anh chị là thí dụ như chỗ nào mà đến người đến thương mới đến cô chú anh chị ơi. Rồi đến làm cho không khí ở đây nó giống như một cái sân khấu lúc mà cậu còn sống vậy đó. Chứ không náo nhiệt hào quang vậy ha. Dạ, náo nhiệt hào quang, cậu là rất là thích như vậy. Đó mọi người. Bởi vậy là thí dụ như anh em mình có tranh luận là chủ yếu là để cho nó vui vẻ thôi. Dạ, cậu vui luôn. Chứ anh em mình cũng đâu muốn gì đâu đúng không? Đâu muốn nó nhiều đâu, nó nhiều mà. Đúng rồi. Nói một cầu, nói một hồi cái clip mười mấy phút là ra uống hai chai nước. Rất là mệt luôn. Ăn tám tê nữa kìa. Trời ơi. Thôi con mời cậu ăn cơm đi, cậu ăn cơm cho nó ngon miệng nha cậu. Con mời cậu ăn cơm mà cậu ơi. Rồi giờ con mời cậu ăn cơm đi cậu ơi. Tụi anh em con đi ra chỗ khác để cho cậu ăn cơm đi. Rồi chút xíu vô tâm sự với cậu tiếp nha cậu. Rồi luôn. Rồi, đông quá, bữa nay thứ bảy hả, chủ nhật ta? Thứ bảy hả? Thứ bảy. Bữa nay thứ bảy mà đông như vậy nè. Còn chủ nhật mà còn đông hơn nữa. Trời ơi, chị Loan chị đem nguyên một bình bông. Bình bông quá trời đẹp luôn. Rồi chị Loan chị đem cái bình bông quá trời đẹp luôn. Mấy cái một cái thôi.